Chào mừng các bạn trở lại với Dojin Akana 1972 do Julio Quetti đạo diễn, là một bộ phim độc đáo kết hợp giữa phong cách siêu thực và yếu tố kinh dị tâm lý, mang lại một trải nghiệm thị giác và cảm xúc sâu sắc. Bộ phim khai thác những góc tối của con người thông qua câu chuyện về một quả phụ Cecilia và con trai bà, hai nhân vật chính trong một thế giới đầy dẫy những nghi lễ huyền bí và một sức mạnh siêu nhiên không kiểm soát. Phim có sự tham gia của các diễn viên Lucia Bosse, Maurilio Deli Esposti, Tina Almond, và sau đây là nội dung sơ lược của bộ phim. Câu chuyện bắt đầu với khung cảnh ảm đạm tại một căn hộ nhỏ ở Milan, nơi Lucia, một quả phụ gốc Sicilia, sống cùng con trai. Lucia kiếm sống bằng nghề thầy bói giả, thực hiện các nghi lễ huyền bí để lừa đảo khách hàng. Bà khoác lên mình vẻ bí ẩn, nhưng thực chất không sở hữu bất kỳ năng lực siêu nhiên nào. Con trai của Lucia, một thanh niên trẻ tuổi không tên, được bà đào tạo để trở thành phù thủy. Nhưng không giống mẹ, anh sở hữu sức mạnh siêu nhiên thật sự, dù bản thân không hiểu biết về khả năng của mình. Lucia sử dụng sức mạnh của con trai để củng cố công việc của mình, nhưng trong đó cũng ẩn chứa sự thao túng và kiểm soát. Lucia ban đầu chỉ coi con trai là công cụ kiếm sống, bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm từ chính sức mạnh mà bà khơi dậy. Nhưng bà không thể ngăn chặn anh, bởi con trai đã vượt qua sự kiểm soát của mẹ. Nhân vật Brenda xuất hiện như một phần của cuộc đời người con trai. Brenda, một người phụ nữ trẻ đầy quyến rũ, bị cuốn vào thế giới huyền bí của anh. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ là sự mê hoặc, mà còn thể hiện những xung đột sâu xa về tâm lý. Khi người con trai tiếp tục khám phá sức mạnh của mình, anh bắt đầu phá vỡ các quy luật tự nhiên. Anh không chỉ điều khiển suy nghĩ của Brenda, mà còn tác động đến những người xung quanh. Trong một nghi lễ đỉnh điểm, người con trai dường như mất kiểm soát hoàn toàn. Thay vì sử dụng sức mạnh để tạo ra điều tốt đẹp, anh vô tình giải thoát những thế lực hắc ám. Những hình ảnh siêu thực như các biểu tượng tôn giáo bị bóp méo và các nghi lễ đầy hỗn loạn ám chỉ sự phá vỡ ranh giới giữa thực và ảo. Lucia lúc này rơi vào trạng thái bất lực, bị bỏ lại trong sự cô độc, đối diện với hậu quả từ tham vọng và sự lạm dụng sức mạnh của mình. Phim kết thúc trong sự hỗn loạn tột cùng. Người con trai, dù sở hữu sức mạnh vượt xa người thường, không thể kiểm soát chính bản thân. Sức mạnh siêu nhiên không chỉ hủy hoại anh, mà còn ảnh hưởng đến tất cả những ai từng tiếp xúc với anh, đặc biệt là Brenda và Lucia. Khu phố nơi họ sống trở thành một nơi hoang tàn, không còn dấu hiệu của sự sống. Akana không chỉ là một câu chuyện về sức mạnh siêu nhiên, mà còn là một phép ẩn dụ về những hậu quả khi con người cố gắng kiểm soát những điều vượt qua khả năng của mình. Bộ phim được kể thông qua những hình ảnh siêu thực, không tuân theo logic thông thường, khiến người xem phải suy ngẫm sâu xa về bản chất của con người, trong những giới hạn mà ta không nên vượt qua. Mối quan hệ mẹ con trong Akana 1972 là trung tâm của bộ phim, vừa là động lực thúc đẩy các sự kiện, vừa là bức tranh phức tạp về quyền lực, sự kiểm soát và bi kịch. Mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở tình cảm gia đình, mà được khai thác sâu sắc như một phép ẩn dụ cho những xung đột tâm lý, xã hội và siêu nhiên. Lucia, người mẹ, là nhân vật chủ động trong mối quan hệ. Bà dựa vào con trai không chỉ về mặt cảm xúc mà còn vì lợi ích kinh tế và xã hội. Lucia kiếm sống bằng cách là giả làm thầy bói. Và để công việc này có sức thuyết phục, bà đã sử dụng sức mạnh siêu nhiên thật sự của con trai. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này nhanh chóng chuyển thành kiểm soát. Lucia không chỉ dạy mà còn thao túng con trai, biến anh thành một phương tiện phục vụ cho tham vọng của bà. Khi người con trai nhận thức được sức mạnh của mình, anh bắt đầu vượt ra khỏi sự kiểm soát của mẹ. Đây là một điểm mà mối quan hệ chuyển từ sự phụ thuộc sang xung đột. Người con dần dần nhận ra khả năng của mình và từ chối vai trò bị động trong mối quan hệ. Anh bắt đầu tự mình khám phá sức mạnh, không còn làm theo sự hướng dẫn của mẹ. Lucia mất kiểm soát, nhưng đồng thời bà cũng không thể từ bỏ tham vọng sử dụng con trai như công cụ. Điều này dẫn đến căng thẳng giữa hai người khi quyền lực trong mối quan hệ không còn phụ thuộc về một phía. Dù mối quan hệ của họ bị chi phối bởi sự kiểm soát và xung đột, vẫn có yếu tố của tình mẫu tử trong đó. Lucia ở một mức độ nào đó lo lắng cho con trai khi anh trở nên quá mạnh mẽ và không kiểm soát được sức mạnh của mình. Tuy nhiên, tình yêu này bị lu mờ bởi tham vọng và sự ích kỷ của bà. Về phía người con, bi kịch của anh là không thể thoát khỏi ảnh hưởng của mẹ dù đã cố gắng tự lập. Anh là nạn nhân của cả sức mạnh siêu nhân lẫn mối quan hệ đầy độc hại với mẹ mình. Mối quan hệ mẹ con trong Akana cũng mang ý nghĩa biểu tượng. Lucia đại diện cho truyền thống và sự áp đặt.
Bà đến từ Sicilia, một vùng đất giàu tín ngưỡng và nghi lễ, mang theo những quan niệm cũ kỹ và bảo thủ. Người con đại diện cho sự hiện đại và giải phóng, sống ở Milan, một thành phố hiện đại và sôi động. Anh khao khát thoát khỏi những ràng buộc của truyền thống, nhưng sức mạnh siêu nhiên lại kéo anh quay về những gì mẹ anh áp đặt. Cuộc xung đột này là một lời bình luận sâu sắc về sự va chạm giữa các thế hệ, giữa văn hóa truyền thống và sự đổi mới trong xã hội Ý thời bấy giờ. Tóm lại, mối quan hệ mẹ con trong Akana là một minh họa đầy ám ảnh về tình yêu, quyền lực và sự hủy diệt. Đây không chỉ là câu chuyện về gia đình, mà còn là một phép ẩn dụ sâu sắc về xung đột giữa các thế hệ và hậu quả của việc lạm dụng quyền lực. Diễn xuất của các diễn viên trong Akana 1972 góp phần quan trọng vào việc truyền tải bầu không khí siêu thực và ám ảnh của bộ phim. Với sự dẫn dắt của đạo diễn Giulio Quetti, từng nhân vật đều đã để lại dấu ấn qua cách biểu đạt cảm xúc tinh tế và phong cách diễn xuất đặc trưng. Lucia Bose trong vai người mạnh mang đến một màn trình diễn xuất sắc và đầy sức nặng. Là trung tâm của phim, nhân vật của bà được xây dựng bởi nhiều tầng ý nghĩa. Vừa là một người mẹ đầy tham vọng, vừa là một phụ nữ bị giằng xé giữa tình yêu con và tham vọng cá nhân. Jose sử dụng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện sự phức tạp của nhân vật trong nhiều cảnh. Chỉ với cái nhìn hoặc cử chỉ nhỏ, bà đã truyền tải được cảm giác lo âu, tham lam hoặc bất lực. Gương mặt bà vừa quyến y vừa mệt mỏi, hoàn hảo cho vai một người phụ nữ đã trải qua nhiều bi kịch và mâu thuẫn nội tâm. Maurilio Deli Esposti trong vai người con trai là nhân vật đại diện cho sức mạnh siêu nhiên và bi kịch. Diễn xuất của Maurilio Deli Esposti mang tính biểu tượng và tạo ấn tượng mạnh mẽ. Anh xuất hiện với phong thái lạnh lùng, gần như vô cảm, phù hợp với hình tượng một nhân vật đang dần đánh mất sự nhân tính khi khám phá ra sức mạnh của mình. Anh thể hiện được sự chuyển đổi từ một thanh niên ngây thơ bị kiểm soát bởi mẹ sang một cá nhân quyền lực nhưng mất phương hướng. Tina Almond đảm nhận vai Brenda, nhân vật phụ nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh sức mạnh và ảnh hưởng của người con trai lên thế giới bên ngoài. Almond mang đến sự quyến rũ và nhạy cảm cho nhân vật Brenda. Cô đại diện cho một người ngoài cuộc bị cuốn vào vòng xoáy siêu nhiên của người con trai và dần trở thành nạn nhân của chính sức mạnh đó. Nhìn chung, dàn diễn viên của Akana đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo nên một bầu không khí u ám, kỳ bí và ám ảnh, đồng thời làm nổi bật những chủ đề siêu thực và triết lý sâu sắc mà bộ phim muốn truyền tải. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.